Rồi. Chào mọi người, hôm nay cửa hàng Thiên Vũ sẽ cho mọi người cùng xem. Cửa hàng Thiên Vũ sẽ đập môi ruột của cái con Panamax Pro này, con Mixer MX320. Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta, mình và Hưng sẽ bắt đầu sẽ khui cái ruột của cái con này ra, xem bên trong này họ có cái gì bên trong này mà nó lại mang chiếc giá là 9.9 triệu, thì coi họ có đúng là họ đã đưa những cái linh kiện rim sam của Pháp và những phụ kiện như con chiếc xử lý của Maroni của Ý hay không. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khui ra, mình và Hưng sẽ bắt đầu sẽ khui con này ra, bắt đầu sẽ xé tem niêm phong. Và hầu như mà theo mình được biết thì mình đã xác định là mình xé tem này nó đã bị mất bảo hành rồi, nhưng mà hãng đã đồng ý cho mình xé tem này. Đó, thì cái vấn đề này thì mình nghĩ là họ cũng đã sản phẩm cũng đã chất lượng nên họ mới dám tự tin như vậy. Rồi, khui ra. Ở đây cái tem này là ốc nha. Các bạn mua sản phẩm chính hãng thì cũng lưu ý là cái tem, và có tem Panamax niêm phong của con ốc, và cái tem mã code này và cái số series nha mọi người, lưu ý. Rồi, giờ bạn Hưng làm thôi. Hàng thật thì không sợ gì cả. Mọi người cùng xem bên linh kiện bên trong có gì ha. Bên Thiên Vũ mình thì kỹ thuật về bên trong thì không có biết đâu, nhưng mà mình sẽ dựa vào cái hình ảnh và thông số ở trang web nước ngoài để xem con DSP này nó xài cái gì. Các bạn có thấy hình ảnh ở trên đó, mình đã có để link trang web của nước ngoài ở trong cái bài viết sản phẩm á, rõ ràng nguồn gốc cho mọi người có thể tự tìm hiểu cái sản phẩm này, coi như nhà hàng đưa ra thông số nó có đúng hay không. Và các bạn nên lưu ý biết là cái sản phẩm này là hoàn toàn là lắp ráp tại Việt Nam, linh kiện là của Ý và Pháp thiệt, nhưng mà nó vẫn là lắp ráp Việt Nam nha mọi người. Từ con ốc rồi mình thấy ở Việt Nam lắp ráp mình thấy cũng không chơi đâu. Trước khi khoan, từ các bạn nhìn nè, dù là Việt Nam lắp ráp nhưng mà mình có một đánh giá là những cái con ốc và những con ốc khác nó đều bằng phẳng nhau, chứ nó không có bị trên hay là bị xéo bị vên nha, so với những hàng Trung Quốc. Nước sơn nó cũng hoàn toàn rất là đẹp. Âm thanh thì mọi người không quan trọng bề ngoài đâu, nhưng mà để mà đánh giá một sản phẩm, tại vì một sản phẩm mà chất lượng thì họ phải đầu tư, mà giá cao thì phải có những sự chi tiết nhỏ như thế này mới đạt được cái giá đó. Đó, các bạn mình quay cận cảnh này, nước sơn mà mọi người nghĩ nước sơn nó rất là đẹp luôn, các bạn cầm trên tay sờ rất là sướng luôn. Đây, bây giờ bắt đầu bóc zin nè. Đó, rồi thế là em ấy đã mắc zin. Đây là mới 100% luôn nha mọi người, mắc zin đây chứ độ còn mới thôi. Đó, ok. Wow, hello. Và đây chính là toàn bộ tất tần tật bên trong ruột rà của con Panamax này. Và mình Thiên Vũ sẽ chụp hình cận cảnh, sẽ đưa vào cái trang web của mình và yêu cầu các đơn vị khác chống ăn cắp ha, tự hàng ai tự lấy xử nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay cận cảnh trước, rồi mình sẽ chụp hình lại để lại bài viết và hình ảnh thực tế mẫu con này ra ở trên cái web của Thiên Vũ. Rồi các bạn nhìn chung về cái bộ mạch nó cũng khá là dày dặn mọi người ạ. Rồi Thiên Vũ sẽ đánh giá cho mọi người theo cái nhận định cá nhân thôi, các bạn có thể theo quan điểm của mình. Còn đối với Thiên Vũ thì sẽ đánh giá theo cái cá nhân mình về chi tiết. Về mạch bo thì Thiên Vũ không có rành về lắm, nhưng mà Thiên Vũ dựa vào những cái cách thiết kế, cái sự tỉ mỉ cũng như là mọi thứ nước sơn và cái linh kiện nhìn chung về bằng mắt thì nó sẽ như thế nào, có xứng đáng hay không. Rồi bây giờ đầu tiên đó chính là cái bộ nguồn. Rồi Thiên Vũ quay cận cảnh bộ nguồn nha. Các bạn nhìn sợi dây nè, để mình sẽ zoom cận cảnh và quay, mọi người sẽ thấy cực kỳ kỹ luôn. Điện thoại này quay rất nét nên mọi người cứ yên tâm, clip này sẽ rất là sắc sảo. Cận cảnh, đây là con tụ biến trở, đúng không ạ? À, rất là đẹp. Tản nhiệt nước, cái nhôm tản nhiệt này, cái sơn nó cũng rất là liền lạc, nó không có bị sần sùi như những cái linh kiện mà Thiên Vũ cũng từng đã gặp qua.
đó, mọi người có thể te, mọi người có thể nhận định quay rất là cận cảnh thế này, mọi người cứ tự đánh giá nha. Thiên Phủ sẽ không PR cho bất kỳ gì, nhưng mà sản phẩm này nó rất là chất nên Thiên Phủ làm review ngay và luôn, test cả ngày trời. Đây là cái bo nguồn Marani, đây bộ xử lý đây, bạn thấy chữ không ạ? Rồi cái Marani này là cái gì, chắc chắn là mọi người cũng sẽ không rành và không biết về cái những con này đâu, nên Thiên Vũ đã để lại cái thông số và cũng như là nguồn gốc của Marani này ở trong trang web luôn, mọi người tham khảo tại trang web nước ngoài nha, đã đưa link cho mọi người xem và tham khảo hết rồi, mọi người cứ tự check. Và đây là để quay cả, mình sẽ quay gần lại hơn nữa. Các bạn dây nhợ họ đi cũng khá là gọn gàng đó mọi người ạ. Đây cũng rất là cứng cáp, chung là họ có một sự tỉ mỉ cho một sản phẩm này. Ở đây là có chữ Marani ở góc này đây đó các bạn, như Thiên Vũ giới thiệu nè, các bạn nhìn cái cuộn tản nhiệt nè, nó rất là liền lạc nha, cái nước sơn của tản nhiệt này nè nó cực kỳ liền lạc luôn, không có sần sùi. Con tụ nó cũng không có dáng thô kệch, hay là mấy cái này nó không, linh kiện nó không có thô kệch lắm. Rồi mình sẽ đi qua phần bo. Wow. Những cái con này là mọi người biết con gì không, mà đây là những cái con bo mạch nè, họ ghi là cái gì đây, Takamisawa Japan. Mọi người nó có hình chữ, mọi người tự check nha. Đấy, Takamisawa Japan 5 con 6 con. Cái này là tín hiệu ra output nè mọi người ạ. Nó output nó dành cho 6 ngõ này. Đây đó, 6 con. Rồi quay cận cảnh mấy cái bo mạch cho mọi người thấy những cái chi tiết đó. Đó, tuyệt vời ở mặt trời luôn. Mình làm xong mình nghĩ rồi, KX200 đợt này sẽ có đối thủ rồi, hàng mang tiếng là hàng của JBL Harman, nhưng mà lại có một đối thủ, một đơn vị dùng những linh kiện nước ngoài về và lắp ráp tại Việt Nam. KX1200 bắt đầu chính thức là đã có đối thủ. Đây là thông số con đường này. Đây là của hàng, đây là linh kiện của Nhật đàng hoàng mọi người. Đó. Rồi chúng ta đi lần lần qua tất cả những con này cũng vậy luôn mọi người ạ. Để đó Thiên Phủ sẽ làm rõ nét Takamisawa. Còn đây là cái ngõ mà gọi là ngõ micro mà nó sử dụng cái ngõ này, mà Thiên Phủ thích trong clip lần trước á. Đây quay lại cho mọi người, quay lại giùm anh cái hơn. Đây nó là cái ngõ này nè mọi người. Đó, trời ơi, micro mà đi bằng ngõ canon tội hay tuyệt vời luôn đó mọi người ạ. Còn có 15% thôi, tranh thủ quay thôi, quay là up lên liền cho mọi người coi luôn, không cần sửa chữa gì hết. Đây đó mọi người nhớ nha, phiên bản mới nha mọi người. Ngày trước Paramac Pro họ đã chào Thiên Vũ con này rồi, nhưng mà ngày trước cái linh kiện họ chưa có tối ưu và vẫn xài những phần mềm cũ tương đồng với lại những con kia, nên Thiên Vũ không làm. Và sau khoảng mấy tháng nay họ quyết định nâng cấp và cải tiến nó, giá thành có thể cao hơn, nhưng mà họ đưa ra những linh kiện tốt hơn và phần mềm trải nghiệm, hầu như đây là một con sử dụng một phần mềm không khác, không giống bất kỳ một con van số nào chung ở thị trường nha mọi người. Sử dụng con DSP không giống bất kỳ một con van số nào ở thị trường, và rất là thân thiện với người tiêu dùng Việt Nam mình luôn. Rồi Phương quay lại bên quay, tại vì đây nó thuận. Rồi đi đến cái bộ bo ở phía bên đây đi, mình đến quay cận cảnh để mình zoom lại đó. Đây là hai em mà nó có giá trị nhất. Đây hai bạn này, như thông số kỹ thuật mà nhà hãng đã đưa ra, họ đã đầu tư nâng cấp cái này.
của Marani đó mọi người. Và sử dụng cái bộ bo mạch của Rimsam. Quay đây, này là cái logo để mọi người có thể thấy được cái logo mình xoay vào. Nó bị chá đèn đó, vậy mọi người sẽ thấy nè. Đó, như vậy mọi người sẽ thấy nè. Đây là hai cái con mà được nhà hãng nhắc đến. Rất đẹp. Bo bên trong rất là dày dặn. Hầu như là full. Full cả không gian luôn đó mọi người. Đó. Rồi. Hầu như là cái vùng bo mạch này nó full cả không gian luôn. Và khi mà đảm bảo với mọi người là Thiên Vũ không nói sai là vấn đề khi mọi người cầm trên tay nó rất là nặng và rất là chắc chắn. Cực kỳ nặng và cực kỳ chắc chắn luôn. Từ phần nhôm nè mọi người, luôn cả phần nhôm bên ngoài họ cũng khá là cứng cáp, nước sơn tĩnh điện rất là đẹp. Như mình đã chia sẻ. Rất là đầu tư. Đấy. Mọi người có thể cận cảnh bên trong. Mọi con ốc họ đều có những cái keo. Đây phần tủ này. Mọi người mã này. Để quay cận cảnh cho mọi người coi con này. Đó, cái này là những cái ký tự mà bên trong của con chip đó. Wow, rất là nét. Mình quay cái góc quay này bao gồm nét, cực kỳ nét luôn. Ok. Rồi, xong. Như vậy mọi người đánh giá sao về con van số này? Thiên Vũ có đã làm video clip hướng dẫn cách sử dụng và cũng như là clip giới thiệu và hát thử. Thì mọi người hãy đón xem trong tối nay hoặc là ngày mai. Các bạn sẽ chính thức có một đoạn clip chi tiết và tất tần tật về sản phẩm này. Nếu thấy hay và hữu ích cho các bạn trước khi mua sản phẩm và những clip chân thật nhất thì nhớ đừng quên bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất từ Thiên Vũ.